chào các bạn nhé. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn đây là cô đang bán đậu phụ các bạn ạ. Đấy, đậu phụ nóng luôn đấy các bạn nhé. Đấy, đấy cô đang bán đậu phụ đấy các bạn nhé. Đấy, cô đang bán đậu phụ đấy. Đấy, mình giới thiệu các bạn cô này, cô đang bán đậu phụ đấy các bạn nhé. Đấy, qua lại đây tí nữa. Quay mặt à? Đây, xin chào. Ô thử tối lắm. Tối lắm. Ngày bây giờ cái mình muốn có một con nữa đó. Nhiều mà nhiều bữa hè nào phải có cái đi canh chi đây. Thế đây đến đây thì là báo đây để đưa cái chương trình đạo lên. Cái căng nhất mà không cũng là thẳng với chị tám thì chị chi được. Chị nuôi đây tiền cũng vô được ra. Điệp nữ. Ông ơi. À bà ơi. Mày nuôi đây cũng vô được thì ra. Đừng có mấy bậy. Đấy, cô đang bán đậu đây các bạn nhá, đậu sốt đậu ngon đấy các bạn ạ. Đấy, danh tím hồng hoàng, sốt đậu ngon đấy các bạn nhá. Nhìn nhưng mà tối về ông trường vừa là cuối ngày. Dù có lỗi thì anh vẫn ok em. Qua mua cá của anh Việt chưa nấu. Quý anh mà mua đấy chứ, ngày là chưa thích ăn mua chứ mua Việt chưa nấu. Quý. Quý xanh ơi. Đâu. Nhà để một kè đây. Kêu người xin lên tiếng cho con mẹ luôn cũng anh. Mẹ anh cho tôi ngủ có đai gì con đạp được chứ. Ơ chị đây. Nhà báo nó đến quay bà. Cháu nó được lên căng nhất của cái ngày hôm nay. À được. Ấy ấy ấy. Được. Chẳng như dễ thả cái gì đó bán lắm này. Vâng. Mình à, vừa nấu rượu mà vẫn phải chu, vẫn phải thê là chuyện bình thường. Chúng ta nhìn dậy đây này. Căng nhất như này, em phải thuê người ta đến. Lấy cái ghế thêm bằng ông hơn này. Ghế cao mà ngồi, em ngồi ghế thấp. Ồ, ngồi à? À, ngồi có ghế thấp, ngồi có hai ông bà ngồi dưới mất trong ca đây chứ. Ông bà ngồi dưới ngoài. Ô, đợi.
chạy đi lên bán ăn tiền hết thì mồm dài hai tiền điện phải làm cái thiệt nặng lắm này nhỉ. Cái tình trạng nặng này đang nói hai cha con phục vụ bệnh sớm mà bốn trăm chờ mà bốn đấy này mình đi bị đem đồ đi đây này đâu có tiền khổ lắm nặng đem đồ nó đi phân chứ đây này này chứ cái chân gì ở nhà ai anh nhận không của tính thật đấy. Chạy bị chạy buồn ra ngoài như là tôi để đây như là cha chạy buồn ra ngoài như là cha tí là cũng muốn ra để tôi đem làm tôi đi nuôi nè cha. Cái gì? Cháu ăn năm đi được 1 4 này.
năm là dễ nhất, là sắp xếp là dễ nhất. Ba mặt năm ngoái. Sau mặt của... Ba mặt năm ngoái là lúc cực kỳ là sắp bắt. Yeah.
ban đạo đấy các bạn nhé. Không thì không bao giờ ban đạo đi biên đó mà nghề không là nghề không gì đâu. Nghề của tu mà tu mất không ngộ về quá biết. Nên là biết thì mất. Không sai. Không ngộ. Có lúc đen lúc đỏ người, có lúc đỏ lúc trắng lúc đen chưa? Tôi đi gì cái tiền đi mà anh không nghe. Nơi đi xuống nhà nhỏ cho mình. Ờ để mình đưa một xe máy ra.
Bữa trước không nào cũng đầu tiên ngồi chỗ xe máy có 2 cân rồi này, có một cái điểm mai lúc nó hơi nhìn tình ấy cho chúng ngồi chứ. Chúng ngồi được mấy năm, được 3 năm được. Nhau mình chua này cũng cuốn tê, cũng cua mô, cuốn tê. Cuốn tê đánh đá. 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 Gớm thì dạo chặn cái chồng đời cho anh bán như thế này à. Bán đào chi thì làm chặn thì bán khẩu hăng cho nó đó. Hăng đó thì mì chi à. Đuổi mà ý là nó cứ hồn đuổi đuổi đó. Nhưng mà không đuổi ra mặt làm cái ca trả lời. Mày mặn là đứa chứ mì mặn 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 chứ mì đi còn nếu nào mua ở nhà đi rồi sau này kiếm một tiền phải đưa nhà 500 triệu.
càng lớn đưa mẹ mình chia tao mình tuổi già chứ mình chơi chờ mình gái năm năm đi mày tám nhân mặt đường rồi càng gái nhà ba tầng mày to đường mày đưa tám chuyện phải đi già để tao đi sinh mai à phải đi sinh mai để còn con rau nữa là cùng bố nữa nè nhưng mà vẫn này đó chúng mày ở đứa chợ cô năm trăm đưa mình chặt cái nơ gan cái đòi chứ cái gì 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 cái trừ cây không có phải chịu chứ ba đứa con thì nhìn cho hai đứa hết thì còn đứa chùa chồng đứa mồ mồ côi mà tao có tí con gái lấy chồng cũng phải cho ít chùa đấy bạn nhiều lắm cái mà ra duyên đấy đang nhiều bình thường đến của mày lấy được cái chùa đã nhưng mà chùa con gái nhưng mà chùa sau này thì chùa lấy chồng từ chùa vợ chồng hay là không chắc là mấy là nhỉ? Mình thả anh đại đó. Nhưng mà ta lại không thích anh đại đó.
Em ơi, thích lên trang nhất ở đây ngồi chạy tí em nào. Và chạy như mê trang nhất thì kê. Cô lên trang nhất ngồi lại chạy tí. Vui thằng máy kia chú. Đây lên truyền hình luôn, về đây mà. Khi mà về nhà mà ai mà mua đạo thì cũng gọi là hãy mà các bác mà muốn quay sản phẩm thương hiệu thì lên VD3 nhá. Chạy VD3 đó. Đó, đây này đang lên VD3 đó. Tôi phải quay đúng với đề bà mới ra được. Thì mình lên nhà mình để mình có bật điện thoại mình sẽ thấy nè. Được. Lâu như thế. Đến lên về đề bà là cuối chứ. Bán quà thì kia bán quà thì cũng bán hình bán nước ngoài. Bán được cái gì mà phải cho mình mua cái gì mà người ta bán mua hình nữa thôi là đâu giá là cũng hết chi là thì cũng phải tính tiền để lên tiền của anh. Thì biết là vừa cái chạy này quay hay chạy này vừa bán đảo là vừa được tiền. Vâng. Chạy ăn mấy chiếc? Chạy bán mấy đấy? Trời thì lấy 6.000 thôi. Bán mấy này? Bán ít chưa? Cái tàu quay cho mình lên chứ mình bán thì hết tao lấy nghìn rồi này. Thank you.
Vì chứ khi mà số ăn trả là mày là không gạch hay là mày là không nhớ là bữa thì cái bữa thì này không. Không lẩn nhanh quên thật, không biết vô ăn răng. Rồi rồi, có đại quên. Đây. Rồi, chúng ta là 2.000 nữa. Không mà lấy nhiều bằng. Chúng ta 2.000. Không có. Đi cho nó xuống nè. 6.000, 5.000. Là 3.000. Nào cũng giữa giống nhau. Có thức đua đoàn hoàng. Cả đây chứ, thế đua với chắc. Thôi, cả cái làm thơm nhất kẹo. Đây chỉ việc ngồi với những người ăn chung. 26, 36. Cầm ra cầm vô chứ. Cái bài đừng đọc nữa.
Cô đi này, cái bà cũng nhập cho con đi luôn à. Cô mình cô đi là đúng cái.
Quang ơi, Quang ơi, đến miếng đi em nhỉ?
lấy miếng nữa đi. Bán cho bà miếng. Vâng. Một miếng rồi bà. Ăn nước giòn không thương à, để nước. Chào ơi. Trời đau uống người mê uống anh cháu à. Cũng đau dạ dày, đau đau xương, đau lưng mặt nhiều. Cháu về đêm là đi bắt đầu 2 giờ sáng cái này là lại màn lặn màn sớm mai đi chợ sao mà nồi nhà nhiễm tan nhà. Còn đến buổi chiều thì 1 giờ chiều là bắt đầu say nè, màn xuông là màn chiều tối xuông mà chúng nó vào mê cũng không có hàng bán. Chiều ra số là cháy thì nhiều. Nhiều cháu một buổi chiều mà bán đến tầm khoảng tầm 6 giờ mới hết đậu thì đâu còn thiếu nhiều lắm. Nên lần sắp ngày mai bà về tôi Việt Nam rõ này. Mai bà về với đọc với cháu. Bà gọi là hôm qua rõ nhưng có chính rằng là cháu thì ngủ lên. Cái cháu chả biết đâu vui răng răng rồi là rồi răng là cũng thanh lên. Tức là đến sáng ngày mai cháu đi chợ bắt đầu buổi chiều nữa. Cái lần nào lên này cháu bán hết cho nên cháu đặt xe lên. Tú tú nhập trọng rồi. Đây cháu lên cháu thấp hơn cháu gọi là cháu chả nhớ nên nên thôi bữa nay cháu quay cũng bà về để chuyện đó. Bữa nay cháu lên cháu thấp hơn cháu một tí. Lần đầu tiên tôi thấy cái súng bình á, cái nhà nhiều anh bắt tôi lên xe và lên nhà lên rồi cũng như thế nhà hàng lên, thế là lên đầu tiên thôi. Súng bình. Và bà hồi trên cơm gặp chú Hoàng lấy loan đó. Dạ. Ông ăn tiên cũng còn ăn kinh. Tiền chứ ít rồi ăn cơm nhưng mà không ăn vậy là tốt rồi. Ăn cho đi xe đạp tiền đang từ đứa về nhà mà ăn nó mua chả được. Tự nhiên ngồi đứa đi ăn cơm rồi đạp cầm cơm. Chưa? Không biết cho nó không. Nhái ông biết tôi gần đây thì tôi nên thắp. Bữa nay bà mô bà hèo ngồi trong chả biết đây. Bà hèo bán cái cuối là bữa nay báo rồi là bữa nay ra mà rõ không tính là không thân hùng lên. Bà hè nuôi nước nặng. Khi là ba cùng với cháu mày mày con gái đó thì bà ngồi ngủ ngủ mày không à, cháu này cũng vậy cũng lên thì cháu đang cái ông tự nhiên ông lên ngắm hay không không cố mà cố thì đổ bố nó bố cho chết cháu quá. Đây mà tôi đi khác đi đó. Trời nó rượu vô rồi yếu trên tay chồng đi được. Trời cũng đi được. À, biết nhiều chứ. Phải được ăn cơ chứ. Nếu mà còn tí là cũng vô vui vẻ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bà quay cái mức này là bà quay ra ngoài được tí rồi. Đấy cái khách của công ngân hàng quay ra ngoài được tí này để đây quay thôi. Quay đi còn 5 phút nữa bà quay sạch rồi chứ. Mưa lắm, tao đi chạy nước lắm. Đang bán đậu bán cá đấy các bạn nhé. Em chị cứ bán, chị lan em đi cứ cố chị để làm bạc. Thank you.
Thì chúng tôi đến đây để